Anh, cảm ơn em. Em à, xong thiết kế thủy lợi của huyện, anh sẽ về ngay. Cỡ chừng 2-3 ngày. Bên đó đường đi xấu, em đừng có qua. Đợi Phúc Tinh sửa xong các thứ, anh sẽ kêu cậu ta đi cùng em. Anh đi nha. Anh Thời Tuấn. Được rồi, ngoan. Anh sẽ về sớm thôi. Anh đi đây. Vào trong nghỉ đi. Anh về nhanh thôi. Anh Thời Tuấn. Anh Thời Tuấn, anh đi cẩn thận. Ừ, nghỉ ngơi đi. Phúc Tinh, tôi cảm thấy mấy ngày nay tôi cứ nhìn thấy cô Thẩm. Cô không ở đây sao? Phiền ông rồi. Đừng khách sáo, đâu có đáng kể gì. Được, phiền ông rồi, cảm ơn ông. Ông về nghỉ đi. Sao rồi Phúc Tinh? Chút nữa cậu đi kêu xe, đi về cùng thiếu phu nhân đi. Số sách này và văn phòng tứ bảo, để cẩn thận đó, đừng làm ướt đồ biết chưa? Thiếu gia, phu xe tới rồi, xe đang đợi ở ngoài. Hết việc rồi, về đi. Trùng hợp vậy? Trùng hợp thật. Họ Triệu kia, nghe đây, đừng tưởng có mấy miếng đồng tiền thúi đó là ngon. Giờ ngươi đã có vợ rồi, còn đi ép người ta làm vợ, có tiền là ngon lắm sao? Tôi còn lâu lắm mới làm ăn với cậu. Nè, nè, cậu nói gì hả? Hắc tử, chúng ta đi. Cậu nói riêng gì vậy? Chẳng ra làm sao? Cái người này lần nào cũng làm rối tung. Đồ thần kinh, thiệt chẳng ra làm sao. Lần nào cũng làm rối tung lên. Ngồi đi. Tâm từ không ngồi đâu. Nghe cô chủ dặn dò là được rồi. Sau này đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Thật ra trong lòng tôi đã coi cô là em từ lâu lắm rồi. Mấy ngày này cô ở đây chứ? Đợi tôi về xong sẽ kêu đại phu tới lo cho cô. Đợi ông ấy xác định cô đã có cốt nhục của anh Triệu rồi, tôi sẽ giúp cô thu xếp tất cả, tìm nhà cho cô. Đợi lúc cô sinh con xong. Tôi hiểu rồi. Đây là chút ngân phiếu, cô cầm đi. Không, tôi không thể lấy tiền này. Cô chủ, Tâm Từ làm những chuyện này là để trả ơn mà thôi. Tôi không thể nhận tiền này được. Tôi biết cô là một cô gái tốt, biết nhớ ơn. Thực sự đưa ngân phiếu này cho cô là để an ủi cô. Cô không có người thân, nhưng cũng cần để lo sau này. Cô cầm số tiền này đi, không thì suốt đời tôi thấy áy náy lắm. Cô chủ, cô yên tâm,
Nếu hôm đó tôi đã thề, tôi sẽ giữ bí mật mãi mãi, vĩnh viễn không gặp lại anh Triệu. Nếu Thẩm Tâm từ tôi phản bội lời thề, chết cũng không oán hận. Mau đứng lên đi, mau lên. Ai đó? Vú nuôi, vú nuôi, tôi đây. Tiểu thư, Lương đại phu đâu? Tôi vô nhà khách thì biết Lương đại phu đã đi mất từ lâu rồi. Đi rồi sao? Đi đâu vậy? Đã kêu khám bệnh cho tôi rồi mà. Họ nói Lương đại phu từ sớm đã đi từ đường rồi. Từ đường? Từ đường Sa Hà, phòng khám của bác sĩ Lương Vĩnh Sương ở trấn Sa Hà. Được rồi, không sao rồi. Lấy thuốc về nha. Cảm ơn, về thôi. Người tiếp theo, người tiếp theo, số 28 là tôi. Còn ngoan nha, về thôi. Anh có ý gì? Tôi đợi cả buổi sáng, anh lại chạy tới chỗ này. Bệnh cô khỏi rồi, không cần khám nữa. Ai nói khỏi? Tôi chưa khỏi bệnh. Tôi muốn anh tới khám cho tôi ngay. Đi. Quầy khám hiện giờ tới số mấy? Giờ tới số 87 rồi. Tiểu thư Giang Âm muốn khám, xin mời tới bốc số. Cô coi, giờ đã bốc tới số 87 rồi, mà mới khám tới số 28 thôi. Phiền cô bốc số khám, đợi tới lượt mình. Tới số của cô, tôi sẽ gọi cô khám. Vậy là làm tiểu thư tức lên rồi. Thật là, số 29. Cha, cha, cha. Tiểu thư, cha. Cha đâu? Lão gia ra ngoài rồi. Mau kêu cha về đi. Tôi muốn kêu cha đuổi Lương Vĩnh Sương ra khỏi trấn Sa Hà. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì à? Không gì đâu, yên tâm đi. Vất vả rồi, không có gì. Lương đại phu vất vả, vất vả rồi. Lương đại phu vất vả rồi. Mọi người quá lời rồi. Cứu người chữa bệnh là trách nhiệm thầy thuốc. Chút công lao nhỏ không có gì đáng kể. Lương đại phu, để thể hiện lòng cảm ơn người trấn Sa Hà chúng tôi với cậu, các vị hương thân phụ lão đã bày yến tiệc mời cậu tới, đã đợi lâu lắm rồi đó. Phải đó Lương đại phu, mau đi ăn thôi. Ý tốt của mọi người Lương mổ tôi xin nhận, nhưng hôm nay thật tình không được. Lần sau đi, vì tôi còn một bệnh nhân, một bệnh nhân cuối cùng cần phải khám. Giang Âm, nhìn coi là ai tới đây. Là Lương đại phu tới chữa bệnh cho con đó. Không phải anh nói tôi hết bệnh rồi sao? Con tới làm gì? Sao con vô lễ vậy? Không quy tắc gì hết. Lương đại phu, xin lỗi, con tôi được nuông chiều hư rồi. Cha, cha kêu hắn đi đi, con không muốn khám. Xăm 87, cô đã bốc rồi, cho nên tôi tới khám cho cô. Cha kêu đi đi, con không muốn khám mà. Lương đại phu tới cơm chiều còn chưa kịp ăn, để tới đây khám cho đứa điêu ngoa con đó. Lương đại phu, thật ngại quá. Bệnh của con tôi phiền cậu quá. Ông yên tâm, tôi ra ngoài nha. Cha, cha đừng đi. Tôi là một bác sĩ. Tất cả bệnh nhân trên đời, trong mắt bác sĩ đều như sao, không phân giàu nghèo hay là cao thấp. Cô còn giận tôi sao? Bệnh tôi đã khỏe rồi, không cần anh khám. Cái gọi là bác sĩ lòng cha mẹ,
Tất cả bệnh nhân trong mắt đại phu đều như nhau mới được. Tôi nói tôi khỏe rồi, không cần anh khám nữa. Đúng vậy. Nên bây giờ tôi không coi cô là bệnh nhân. Vậy anh coi tôi là gì? Tôi chỉ là... tới đây để thăm cô mà thôi. Hay là khám bệnh đi. Lời tôi nói cô hiểu chứ? Cô coi, tôi đối xử cô tốt vậy. Tôi biết cô thích mèo, tôi liền đi mua mèo cho cô. Hôm nay tôi phát hiện có một cô gái thích tôi. Có nhiều người thích tôi như vậy, nhưng tại sao cô lại đối xử với tôi không tốt? Tâm tư, rốt cuộc cô ở đâu? Cô không biết. Duyên phận hai ta là trời định rồi. Cô có thể chạy tới đâu? Chạy tới đâu? Người phụ lòng, mèo phụ lòng. Tôi đối xử với các người quá tốt, các người lại muốn tổn thương tôi. Không sao. Các người cứ đối xử với tôi như vậy đi, tôi sẽ không cản đâu. Đừng sợ, tôi sẽ yêu các người thật nhiều. Tôi sẽ yêu các người thật nhiều. Cô Thẩm, mời đi bên này. Nè, bên này. Thí chủ, hài cốt của cha cô tôi đã rải đi rồi. Chúng tôi sẽ tụng kinh siêu độ. Cô yên tâm đi. Cảm ơn. A-di-đà Phật. Cha, con đã tìm được anh Triệu rồi. Con sẽ tận tâm báo đáp ân đức của anh Triệu. Cha, xin cha phù hộ cho con mang thai được cho anh Triệu, bình an đẻ đứa con ra. Con không cầu xin gì khác. Trả ơn xong rồi,
thì sau đó con sẽ đơn thân một mình đi vào cửa Phật, cơm áo thô sơ suốt cuộc đời còn lại, không mong cầu gì nữa. Họ Triệu kia, ngươi ra đây cho ta. Ta tìm Triệu Thời Tuấn, hắn đâu? Hắn đâu rồi? Không biết. Không biết, nhất định là hắn ở đây. Có phải không dám ra không? Triệu Thời Tuấn. Nguồn nước ở hướng đó phải không? Triệu Thời Tuấn, anh làm gì vậy? Lại là anh à? Mau lôi hắn ra, mau. Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lần nào cũng muốn đánh tôi? Tên cầm thú ngươi, không đánh ngươi thì đánh ai? Mau lôi họ ra. Đừng đánh nữa. Đừng đánh, các người buông ra. Mau bỏ hắn ra, hắn là đồ điên. Cái tên cầm thú ngươi đối xử với cô Thẩm thế nào? Hải cổ muốn đi làm ni cô, cô sắp bị mày hại chết rồi. Tôi còn chưa thấy cô Thẩm, làm sao tôi biết xảy ra chuyện gì? Anh ăn nói lung tung. Đồ cầm thú ngươi, ngươi còn kháng cự. Ta dắt ngươi đi gặp cô Thẩm, đối chất trực tiếp. Đi thì đi, ai sợ ai? Cô ấy ở đâu? Đi, ta dắt ngươi đi. Vậy anh nói sớm đi, thì đâu cần đánh nhau. Cũng đúng. Đi. Không ra làm sao cả. Nhà trọ Vĩnh Tường. Có thật là cô gái ở đây không? Có, cô ấy dọn tới ở kế bên, ở đây. Đây không phải chỗ Thu Linh từng ở qua sao? Cô ơi, cô ơi, cô Thẩm, cô Thẩm, cô Thẩm, cô đừng sợ. Cô Lý Thu Minh tôi đây bảo vệ cô. Có phải hắn, có phải tên cầm thú này trói cô lại? Tại sao cô lại ở đây? Tôi cô Thẩm, cô đừng sợ. Nói cho tôi biết có chuyện gì. Cô Thẩm nói đi, cô đừng sợ mà. Đừng ép tôi. Đừng ép tôi. Cô Thẩm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi với cô trong sạch, không làm gì cả. Tại sao anh ấy nghi quan tôi? Cô Thẩm, cô nói tôi biết. Có phải tên này hại cô không? Là hắn đúng không? Cô không muốn nói đúng không? Để tôi nói, tôi giúp cô. Đừng ép tôi. Đừng ép tôi mà. Tôi nói cô biết, chuyện này quan trọng, ảnh hưởng thanh danh của tôi và cô. Giờ tôi là người đã lập thân. Cô nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cô Thẩm, cô Thẩm, cô Thẩm, cô Thẩm, cô không sao chứ? Anh đừng xíu vào, đừng xíu vào có được không? Cô đừng sợ. Cô Thẩm, tôi cầu xin anh đó, đừng xíu vào. Cô Thẩm, cô đừng sợ, cô nói đi. Có phải hắn hại cô không? Tôi không tha cho hắn đâu. Liên quan gì tới anh? Anh dựa vào đâu mà làm vậy? Dựa vào cái gì? Là vì tôi thích cô. Tôi thích cô. Tôi không thích anh. Cái tên đáng ghét anh. Tôi làm sao mà thích anh được chứ? Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng anh là ai chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Tôi là người của anh Triệu rồi. Tôi làm sao mà thích anh được? Tôi không thích anh. Vĩnh viễn không thích anh. Tôi thích Triệu Thời Tuấn. Tôi chỉ thích Triệu Thời Tuấn.
Cô Thẩm. Cô Thẩm. Cô Thẩm. Cô Thẩm. Cô Thẩm. Sao rồi, cô Thẩm? Lạnh quá. Đây. Được rồi, tôi đắp mền cho cô. Tôi lạnh quá. Lạnh quá. Sao hả? Lạnh quá. Còn lạnh à? Đây là âm dương hòa hợp tán. Khi nó ngấm vào rượu rồi thì không mùi không vị. Yên tâm đi. Nè, cô Thẩm, uống chút rượu cho người ấm lên. Nè. Uống chút nữa đi. Triệu. Anh Triệu. Nóng quá. Anh Triệu. Nóng quá. Chuyện gì? Sao vậy cô Thẩm? Cô Thẩm. Cô Thẩm, tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với anh Triệu. Có lỗi với cha tôi. Có lỗi với tất cả mọi người. Tôi còn không bằng heo chó.
Tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa. Chỉ có chết mới rửa hết sạch tội lỗi cho tôi. Cô Thẩm, ông chủ, làm phiền ông, nếu cô Thẩm quay trở lại đây, bất luận thế nào cũng phải nói cô ấy biết tôi sẽ ở trấn Sa Hà đợi cô. Nhất định, nhất định. Anh Triệu, cậu yên tâm. Cảm ơn ông. Cô Thẩm, sao cô lại ở đây? Anh Triệu vừa mới đi. Tôi kêu cậu ấy về cho cô. Không cần đâu. Ông chủ, cho tôi mượn giấy viết được không? Cô chủ, Tâm Từ vừa mắc lỗi lầm rất lớn, hối hận vô cùng. Tâm Từ phụ trọng trách với cô chủ, phụ lòng đối đãi của anh Triệu đối với Tâm Từ, càng không mặt mũi nhìn cha nơi chính suối. Tâm Từ đã từng nói, vĩnh viễn bảo vệ bí mật cho cô chủ, không được để anh Triệu thấy mặt, bằng không chết không hối tiếc. Hôm nay Tâm Từ lấy cái chết để tạ tội. Tâm Từ kiếp này không thể trả ơn, chỉ mong kiếp sau có cơ hội báo đáp ân huệ của nhà họ Triệu. Tâm Từ tuyệt thư. Ông chủ, chào ông, phiền ông cho tôi hỏi, phòng Triệu phu nhân là ở phòng nào vậy? Triệu phu nhân, phòng A chữ Thiên đó. Có một người cô Thẩm đang ở đó. Cô Thẩm, tên gì vậy? Cái đó tôi không rõ, chỉ biết cô ở đó mà thôi. Cô Thẩm, cô Thẩm, người đâu? Kỳ lạ, hồi nãy tôi còn đưa giấy viết cho cổ mà. Mau ló ra đây, mau ló ra đây. Mẹ, mẹ cắt gì vậy? Không thấy đây là cải xanh sao? Đầu bự đi rồi, không có thịt ăn hay sao? Con đừng chọc tức mẹ nữa. Tối nay mẹ sẽ ăn thịt người đó. Mẹ nấu con luôn cho coi, tin không? Con không tin. Con không tin phải không? Nè, mẹ thử coi. Mẹ chém đi, chém đi. Con tưởng mẹ không dám chém con thật hả? Cái thằng quỷ này, ngày nào cũng chọc tức mẹ. Ngày nào cũng chọc tức mẹ hết. Anh đầu bự về rồi. Mẹ là chú Triệu mà. Sao cậu lại tới đây? Có cô Thẩm ở đây không? Tôi muốn gặp cô. Cậu thường người ra đó làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu nói đi. Chị dâu, tôi nói cô Thẩm, cô ấy đã đi đâu rồi? Tôi mới muốn hỏi cậu đó. Cô nói cô muốn đi tìm cậu. Người đâu? Cô đi đâu? Tôi cũng không biết.
Giờ tôi đang rối loạn. Tôi còn rối hơn cậu. Tôi hỏi cậu, cậu với cổ rốt cuộc có chuyện gì? Tôi cũng không biết. Sau khi tôi tỉnh dậy, cổ đã bỏ chạy rồi. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy. Tôi tưởng cổ sẽ về đây. Đợi đã. Cậu nói gì? Cậu tỉnh dậy xong là cổ bỏ chạy. Cậu làm gì cổ rồi? Tôi... Tiểu tử ngươi, có phải cậu đã làm gì đó với cổ không? Hả? Tôi cũng không biết. Tóm lại, tôi không có ý muốn hại cổ. Bây giờ tôi muốn tìm cổ, hỏi cổ cho ra lẽ. Đàn ông các người toàn như vậy. Cái gì gọi là không cố ý? Cái gì gọi là không phải có ý hả? Nếu cậu có ngày giết người rồi, cậu có nói với tôi được là tôi không phải cố ý giết người không? Chị dâu, vậy có đi xa quá rồi không? Chuyện này liên quan gì tới giết người hay không chứ? Tóm lại bây giờ tôi rất khó nói rõ cho chị. Tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Giờ tôi cũng đang rất rối. Tóm lại, có tin tức của cổ, xin chị sớm báo cho tôi biết. Đàn ông các người toàn là đức hạnh khốn kiếp. Không thấy cổ. Không lý nào. Tôi cảm thấy rất lạ. Đợi lâu vậy rồi mà vẫn chưa về. Tôi mới tới tìm cô. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Không biết. Nói cho cùng, vị cô thẩm này lai lịch thế nào? Rốt cuộc có biết được không? Cô ấy là một cô gái rất tội nghiệp. Vừa mới bán thân chôn cha. Anh Thời Tuấn có ân tình với cổ, nên cổ nhất định phải trả ơn nhà họ Triệu. Bán thân chôn cha. Cô tên gì Thẩm? Cô tên Thẩm. Tiểu thư, tiểu thư có thư nè. Không có gì, em lui ra đi. Anh Triệu, tâm từ có lỗi với anh, cũng có lỗi với nhà họ Triệu, càng có lỗi với người cha quá cố của tôi. Tâm từ không còn mặt mũi nào để sống nữa. Chỉ có chết mới rửa sạch hết tội lỗi. Chết rồi. Không. Không thể nào. Không thể nào. Mình hại chết một mạng người rồi. Mình đã hại chết một mạng người rồi. Không. Ngươi còn muốn chơi ta? Ngươi còn muốn đấu với ta? Tâm từ, tâm từ, tâm từ. Sao lại có thể là tâm từ chứ? Cái con đàn bà này, toàn tại cô. Toàn tại con này. Toàn tại cô hại chết tâm từ. Đều là cô. Tôi muốn cô một mạng đổi một mạng. Cô trả tâm từ lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tiểu thư, tiểu thư, thiếu gia về rồi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư xỉu rồi. Tiểu thư, Thu Linh, sao cổ lại ngã vậy? Đỡ cổ lên giường, để tôi lấy thuốc cho cổ.
Mau lên, mau lên đi. Tâm Tử, cô chết thật rồi sao? Chết thật rồi sao? Có cần tôi trả thù không? Có muốn tôi trả thù không? Triệu Thời Tuấn, mày ngang nhiên cướp người phụ nữ của tao. Dạng Thu Linh, Triệu Thời Tuấn, không có các người, cô gái của tao đâu có chết. Cô gái của tao đâu có chết. Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ cho tụi bay không ngày yên thân. Tao sẽ cho tụi bay không một ngày yên thân. Anh Triệu, bệnh tình của phu nhân thường xuyên bị tái phát, cơ thể ngày một yếu. Chén thuốc này có thể giúp định thần. Anh giúp cậu uống thuốc đi. Tôi không làm phiền nữa. Được, cảm ơn anh. Phúc Sinh, tìm bác sĩ Lương đi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Bây giờ tôi rất rối. Sao tôi có thể cùng cô Thẩm? Nhưng không biết tại sao tôi không kềm chế được. Quá ra tôi cũng giống như tất cả đàn ông trên thế giới, đều mắc sai lầm không nên mắc. Tôi thật bất lực. Thu Linh là một cô gái tốt. Tôi làm vậy thật có lỗi với cô ấy. Chờ sau khi tình trạng cô ấy tốt hơn, tôi sẽ kể hết cho cô ấy nghe. Còn có cha vợ nữa, ông ấy mà biết chuyện nhất định sẽ giết tôi. Phải làm sao đây? Giết thì cứ giết. Ai cho tôi làm vậy làm gì? Cho dù ra sao đi nữa, tôi sẽ giải thích cho cô Thẩm và Thu Linh hiểu. Chuyện này nghiêm trọng quá rồi. Phu nhân, thiếu phu nhân, tôi không có phụ lòng cô. Cô xem, tôi mang thai con của hai người rồi. Có muốn sờ nó không? Cô đừng qua đây. Nào, qua đây, sờ nó đi. Qua đây, đừng. Qua đây. Đừng mà, tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Thu Linh. Thu Linh. Sao vậy Thu Linh? Thu Linh. Thu Linh. Thu Linh à. Thu Linh. Mau gọi bác sĩ đi. Mau gọi bác sĩ Lương ngay đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bác sĩ Lương ra ngoài từ sớm rồi.
tôi bệnh tình như vậy đều do anh hết đó. Nếu như anh không gọi tôi ra ngoài vào sáng sớm thì làm sao tôi bị cảm được? Chút gió lạnh thôi, tôi kê cho cô ít thuốc là được rồi. Không thì hôm nay tôi không lấy phí khám bệnh. Ăn cơm đi. Thật ra cô uống rượu được rồi đó. Đáng tiếc, rượu là thứ dành cho đàn ông uống. Ai nói phụ nữ không uống được rượu? Chẳng lẽ cô muốn giấu cha mình uống rượu hay sao? Vào dịp lễ Tết tôi đều cùng cha mình uống rượu. Nhưng nếu hôm nay không phải ngày thích hợp, chúng ta cô nam quả nữ cùng ở trong phòng, tôi uống chút rượu vào, lỡ không kiểm soát được bản thân thì phải làm sao? Ban ngày ban mặt anh làm gì tôi được chứ? Hơn nữa, ai nói phụ nữ không được uống rượu? Rượu này tôi phải uống. Được, vậy chúng ta cùng nhau uống. Được. Đây, để tôi rót cho. Mời cô một ly. Không được, anh phải uống phạt 3 ly trước. Phạt 3 ly, tại sao? Ly đầu tiên là phạt anh. Lần đầu tiên chẩn bệnh cho tôi làm tôi tổn thương. Phải, đáng phạt. Ly thứ hai là phạt anh. Lúc ở đền Bao Công, trước mặt bao nhiêu người như vậy, không khám bệnh cho tôi, hại tôi không thể xuống cầu thang. Không sai, cũng đáng phạt. Ly thứ ba, ly thứ ba là phạt anh. Hôm nay đưa tôi đi chơi, hại tôi bị cảm. Được, càng đáng phạt. Xong rồi, tôi mời anh một ly. Không đúng. Nói vậy là cô cũng phải bị phạt 3 ly. Tại sao lại phạt tôi 3 ly? Thứ nhất, lần đầu tiên chẩn bệnh cho cô đã chữa khỏi bệnh cho cô rồi, đúng không? Tôi uống. Ly thứ hai. Sau ngày ở đền Bao Công, tôi bỏ cả phòng khám chạy đi gặp cô Giang Âm. Tình ý này cô thấy có đáng phạt hay không? Tôi uống. Ly thứ ba này không có sao? Có chứ. Ly thứ ba này, như cô Tô Văn Âm đã nói, rượu này không chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ cũng có thể uống. Vậy tôi có nên uống vài ly rồi cô Tô Văn Âm cũng uống vài ly hay không? Tôi uống. Được. Nhiều hơn nữa. Nào, ly này tôi mời. Bác sĩ Lương, tôi thực sự muốn thấy anh bỏ kính ra thì như thế nào, nhìn như thế nào. Chẳng phải vẫn giống vậy sao? Tôi muốn xem anh cho tôi xem được không? Cho tôi xem đi. Cho. Chúng ta uống tiếp đi. Uống rượu. Uống rượu. Nào. Anh nói cha tôi có hồ đồ hay không?
Cô uống được quá chứ. Tôi không được nữa. Không được nữa. Uống bia sao anh không uống? Sao anh không uống? Nhanh uống đi chứ. Còn quá trời nè. Nếu anh không uống, tôi uống giúp anh. Tôi uống giúp anh đó. Tôi sẽ uống giúp anh. Tôi phục cô luôn. Tôi hết uống nổi rồi. Anh xem, anh nói uống rượu là việc của đàn ông các anh. Ai nói vậy? Hả? Tôi cũng uống. Tôi cũng uống được mà. Dậy đi. Dậy uống tiếp đi. Văn Âm. Văn Âm. Tại sao? Tại sao? Văn Âm, tôi xin lỗi. Tôi đã nói là chúng ta không nên uống rồi. Tại sao vậy? Văn Âm, sao vậy hả con? Văn Âm, con gái ngoan, rốt cuộc có chuyện gì? Con nói cha biết đi. Có cha ở đây, con nói cha nghe đi. Được không? Cha làm chủ cho con. Cha, con Văn Âm, Văn Âm, Văn Âm, Văn Âm, Văn Âm, mở cửa đi con. Mở cửa đi Văn Âm. Mở cửa đi. Lão già, có chuyện gì vậy? Gọi bác sĩ Lương qua đây cho tôi. Còn nữa, gọi Thời Tuấn qua đây luôn. Văn Âm, mở cửa đi con. Bác sĩ Lương, anh qua xem đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi Văn Âm. Mở cửa ra Văn Âm, mình từ từ nói chuyện. Bác sĩ Lương, Văn Âm rốt cuộc làm sao vậy? Không phải hai đứa đi cưỡi ngựa sao? Trưởng Trấn, đều do tôi hết. Vốn không nên uống rượu mà Văn Âm cứ đòi uống. Hai chúng tôi uống xong hồ đồ. Tôi đồ con gái không biết xấu hổ. Cha, cha đánh chết con.
cha. Trưởng Trấn, chuyện này không liên quan tới Giang Âm. Tôi là đàn ông, đánh thì đánh tôi đi. Đánh đi. Bác sĩ Lương, tôi đang muốn tìm. Có chuyện gì vậy? Anh Thời Tuấn, em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Thời Tuấn à, con, cha đánh chết con. Đừng ồn nữa. Anh Triệu, là lỗi của tôi. Tôi và Giang Âm rượu vào hồ đồ. Sau khi tôi uống rượu, nhất thời không tự chủ. Hả? Nhưng mọi người đừng trách Giang Âm. Tôi là đàn ông, trách thì trách tôi. Chuyện tới nước này, hôm nay các người muốn giết cứ giết. Lương Vĩnh Xương tôi không than trách gì. Giết cậu thì được ích gì chứ? Tôi giết cậu thì đền được cho con gái tôi hay sao? Cậu ơi, cậu ơi, không hay rồi, cô có chuyện rồi. Có chuyện gì? Cậu nhanh về đi. Con về trước đây. Cậu xem đi, bên đó kìa. Bên đó. Bên đó kìa. Xuống đi Thu Linh. Em xuống đi. Cô ơi, xuống đi. Thu Linh, nhanh xuống đi. Đừng qua đây, đừng qua đây. Thu Linh, nguy hiểm lắm. Thu Linh, nguy hiểm lắm đó. Đừng nhảy. Xuống đi, nguy hiểm lắm. Mau cứu cô ấy đi. Cứu cô ấy đi. Mau lên. Thu Linh, mau đi, cứu cô ấy đi. Mau cứu cô ấy đi. Hay quá. May quá rồi. Thu Linh sao rồi? Anh Triệu, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Được, chúng ta ra ngoài trước đi. Bác sĩ Lương, có phải không ổn rồi không? Phu nhân là gì đã chịu một đả kích lớn, thần kinh bấn loạn. Anh Triệu, thực ra chuyện này lỗi lớn nằm ở tôi. Là ý gì? Sao anh lại có lỗi chứ? Đến mức này rồi, tôi không muốn giấu giếm anh nữa. Ngày đầu tiên tôi chẩn đoán cho cổ thì đã biết cô ấy không ổn rồi. Dù có thể giữ mạng nhưng vẫn không thể sinh con. Tại sao anh không nói sớm chứ? Bởi vì phu nhân sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Tôi cũng có cái khó. Nếu phu nhân không muốn anh biết thì làm sao tôi để cô ấy phiền muộn được? Nhưng mà không thể sinh con không phải là lỗi của cô ấy. Và có liên quan gì tới việc này chứ? Nguyên nhân chính là vì phu nhân quá yêu anh, muốn tiếp tục hương quả cho nhà họ Triệu của anh, muốn sống đời với anh. Cho nên không còn cách nào, cổ chỉ có thể trộm long tráo phụng. Trộm long tráo phụng. Anh xem cái này đi. Là lỗi của tôi. Là tôi đã nhận lời phu nhân. Đều trách tôi. Nhưng tiếc là cô gái này đã chết rồi.
Cô ấy chết thật rồi. Cô ấy chết thật rồi sao? Tung tích tới giờ vẫn chưa rõ. Rủi nhiều may ít. Sao Thu Linh có thể làm ra việc như vậy được? Cô ấy nghĩ tôi là ai chứ? Vợ chồng thì có gì không bàn bạc được? Sao cô ấy có thể tự làm chủ? Tại sao lại tự quyết định như vậy? Anh Thời Tuấn, Dạng Thu Linh, sao cô có thể làm như vậy được? Sao cô lại làm như vậy được hả? Em cái gì mà em? Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Anh Triệu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, người cũng không thể sống lại. Muốn trách thì trách tôi, anh đừng trách phu nhân. Cô ta làm vậy không hại đến tôi, mà là hại chết một mạng người. Anh Thời Tuấn, em chỉ muốn tiếp tục hương quả cho Triệu gia. Không ngờ, em không ngờ cô Thẩm, em không nghĩ sẽ như vậy. Em không cố ý đâu. Anh Thời Tuấn, sao cô có thể ích kỷ vậy? Cô có biết thứ cô giết là mạng người hay không? Cô không xin được sao không nói với tôi? Tôi đâu có bận tâm. Cô được lắm, vì cô muốn trộn lông tráo phụng, hại cô Thẩm chết luôn rồi. Cô mãn nguyện lắm có đúng vậy không? Anh Thời Tuấn, không được. Tôi không tin cô Thẩm đã chết. Tôi phải đi tìm cổ. Anh Thời Tuấn, đừng đi mà. Đừng đi mà. Anh Thời Tuấn, em có muốn như vậy đâu. Thiếu gia, thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Thời Tuấn, Thời Tuấn, cậu. Bác sĩ Lương, bác sĩ Lương, tiểu thư tôi sao rồi? Cô tỉnh rồi, vào xem đi. Được. Nó làm sao vậy? Cậu đứng lại. Chuyện cậu với Văn Âm, hôm nay tôi phải nói rõ. Rốt cuộc cậu nghĩ sao hả? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Được, cậu lập tức thành hôn với nó đi. E là chuyện này bây giờ chưa được. Cậu, tôi nói cậu biết, cậu muốn lật lọng. Tôi là trưởng trấn của trấn Sa Hà này đó. Cậu dám chơi xỏ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ông là trưởng của một trấn. Trấn Sa Hà từ xưa có một thông lệ, ông nhất định biết. Đó là kẻ thông gian sẽ bị đẩy đến đền Bao Công và ném đá đến chết. Chuyện này trưởng trấn như ông nhất định hiểu rõ chứ. Văn Âm, Văn Âm là bị cậu cưỡng hiếp. Cha vợ à, cha đã hiểu lầm con rồi. Con chẳng qua đang nghĩ có nên đính hôn với Văn Âm trước hay không, nhưng tốt nhất đừng để nhiều người biết quá. Còn đính hôn gì nữa, chuyện này quá rõ rồi còn gì. Sao cậu không để cho người khác biết? Cha xem kìa, con còn chưa nói hết nữa. Con nói vậy thật ra chỉ muốn cân nhắc cho cha mà thôi, càng muốn cân nhắc cho Văn Âm nữa. Người ta nói hung nô chưa diệt thì nhà để làm gì. Con chỉ là muốn bệnh viện được xây xong, sau khi tạo dựng được chỗ đứng ở trấn Sa Hà thì sẽ quang minh chính đại rước Văn Âm về nhà. Con không muốn bị người ta nói Lương Vĩnh Sương dựa người có thế. Con càng không muốn người ta nói là trưởng trấn Tô chọn về một người bất tài. Còn muốn mọi người đều phải nói Văn Âm không hề chọn lầm người, cũng nói trưởng trấn Tô đây không nhìn lầm người. Vậy nếu Văn Âm có con thì tính sao đây? Chuyện này cha yên tâm, con sẽ nhanh chóng cưới Văn Âm về, cùng với cô ấy đầu bạc răng long.
Tiểu thư, em đã tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm thấy cậu đâu hết. Giờ làm sao đây? Anh Thời Tuấn, không cần ta nữa. Không đâu tiểu thư à, anh ấy bỏ ta rồi. Không cần nữa. Tiểu thư, ông chủ ơi, ông chủ ơi, có người không? Ai vậy? Ông chủ. À, anh Triệu sao? Phải, cô Thẩm có về đây không? Cậu nói cô Thẩm đó sao? Chết rồi. Chính là cái ngày rời khỏi Triệu gia của cậu, có người nhìn thấy một người con gái nhảy xuống sông, mặc bộ đồ y chang đồ của cô Thẩm mặc. Thi thể còn không tìm thấy nữa. Cô Thẩm, cô một đời trắc trở, không ngờ lại chết ở nơi đất khách, hài cốt mất hết. Là tôi hại chết cô, xin cô tha thứ. Tôi chỉ hy vọng cô ở dưới linh thiêng cho tôi tìm được hài cốt của cô, để cho cô yên nghỉ cùng với cha cô. Tôi xin lỗi cô Thẩm. Mở cửa, mở cửa đi. Ai vậy? Mở cửa đi. Ai vậy? Tối rồi mà, bị điên sao? Mở cửa đi. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nhà quá phụ. Mở cửa gì chứ? Rốt cuộc là ai đó? Mở cửa đi. Tâm Từ, đừng nói nữa, vào trước đã. Được, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhanh, vào đi. Nhanh vào đi. Em gái, em gái, em sao rồi? Em gái, nó bị gì vậy? Tôi không biết. Anh không biết? Họ Triệu nói nó đi rồi, anh thì lại đem nó về. Rốt cuộc là sao đây? Tôi không biết, tôi không muốn nói. Anh không nói đúng không? Tôi đi tìm họ Triệu hỏi chuyện. Đừng, đừng, đừng đi. Để tôi đi, tôi không cho cô đi. Cô không muốn gặp người họ Triệu nên mới tự dẫn đó. Rốt cuộc nó gặp chuyện gì, anh nói đi. Tôi không muốn nói, tôi không muốn nói. Đừng ép tôi nữa. Anh hát vậy có ích gì chứ? Nó như vậy không thức dậy nữa sao? Anh đem nó đi bác sĩ rồi mà. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói cổ ngâm nước quá lâu, không thể khỏe lên ngay được, cần thời gian để điều dưỡng. Tôi hết cách rồi. Tôi không còn cách nào. Tôi không có tiền mới tìm đến cô đó. Cô nghe đây, tôi không thiếu tiền cô. Cô đừng nói với tên họ Triệu, không thì em Thẩm sẽ, nó sẽ không về sao? Anh có não không vậy? Vậy chúng ta phải làm gì đây? Anh nói tôi thì tôi có cách sao? Đi theo tôi. Tôi còn một chỗ này. Cổ sao rồi? Yên tâm đi, không sao.
là nhà người thân của tôi. Họ đi xa rồi, sẽ không có ai tới đâu. Muốn nói gì sao? Cảm ơn cô. Liên quan tới anh hay sao? Là em tôi đó. Trời sắp sáng rồi, tôi về đây. Nó tỉnh dậy thì qua tìm tôi. Tôi đi đây. Được. Hay thật. Chị dâu nói đúng đó. Anh chỉ là một người đầu óc ngu si, chỉ biết nói chuyện với hắc tử, không hiểu người khác nói gì cả. Anh không xứng với em, nhưng anh thật lòng thích em. Em Thẩm, em tỉnh rồi. Anh có biết lần đầu tiên em gặp được anh, em đã thích anh rồi. Thật sao? Nhưng mà em không dám nói ra. Em không dám. Em sợ. Em sợ không xứng với anh. Sao vậy được? Là anh không xứng với em mới đúng. Anh biết không? Anh là ân nhân của em. Ân nhân cái gì chứ? Em, thật ra anh còn có thể vì em làm nhiều việc mà. Em không dám trèo cao. Nhưng mà anh có biết không, em muốn sinh cho anh một đứa con. Sinh con à? Thật đó anh Triệu. Anh Triệu à, em muốn sinh cho anh một đứa con thiệt mà. Thật đó anh Triệu. Điều em nói là thật hết. Thật đó anh Triệu. Em Ba, anh tìm thấy em Hai rồi. Cũng thực hiện lời hứa năm đó của chúng ta, gả Thu Linh cho Thời Tuấn. Xong một mối lo của chúng ta. Nhiều năm qua rồi, anh chưa bao giờ bỏ cuộc tìm dấu vết của Quế Lan. Em Ba, chỉ cần em biết anh không hề giết em là được. Nhưng anh xin lỗi Quế Lan. Anh xin lỗi em. Anh đã phạm lỗi lớn, không gì có thể tha thứ được. Nhưng anh mong em phù hộ cho anh tìm ra Quế Lan, để anh chăm sóc cô ấy suốt đời, bù đắp tội lỗi năm đó anh đã gây ra. Quế Lan là vợ của em. Em nhất định mong cô ấy sống những ngày tháng tốt đẹp. Không thể nhìn cô ấy lang thang nơi đó mà. Em hãy phù hộ cho anh, để anh nhanh chóng tìm ra Quế Lan. Em Ba, mộ nghĩa đệ Lý Hổ. Đại ca, chuyện gì mà khẩn trương vậy?
Tu Linh có chuyện rồi. Hả? Các người mau đi làm đi. Chuyện là vậy đó. Mau đi đi. Còn nữa, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì? Bắt tất cả lại. Các người làm gì vậy? Triệu Phủ, vào trong. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Mấy người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Đại ca, tìm hết cả rồi. Tên khốn Triệu Thời Tuấn đó không thấy đâu cả. Trưởng trấn, ông muốn làm gì hả? Con gái tôi ở Sa Hà, ông không chăm lo sao? Để nó sống dở chết dở, cái miếng nhỏ cũng không còn gì. Ông có còn muốn làm trưởng trấn nữa không? Chuyện này nó không phải là việc của tôi. Không phải việc của ông thì việc của ai? Việc của mẹ ông à? Là việc của con gái ông và Thời Tuấn. Chúng tôi là người ngoài, làm sao mà lo được? Ông không lo nổi đúng không? Con gái tôi nó ở Sa Hà trấn, ông phải lo. Nếu nó không có gì thì ông không sao. Nếu nó xảy ra chuyện thì ông cũng có chuyện. Ông biết chưa? Tên khốn Triệu Thời Tuấn đó giờ chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu ông nghe rõ chưa? Lôi hắn ra đây. Không tôi bắn ông bây giờ đó. Ông Dạng, tôi không biết thật mà. Tôi không có gạt ông. Tiểu thư bình tĩnh đi. Tiểu thư, cha, con xin cha tha cho họ đi. Không liên quan tới họ, không liên quan tới anh Thời Tuấn. Giờ con còn bên đó nữa sao? Bên đó để làm gì? Ông Dạng, ai nói đó? Bác sĩ Lương có phải không? Mời bác sĩ Lương lên đây. Qua đi. Ông Dạng, chuyện đã đến mức này, có vài lời tôi không thể không nói. Mời bác sĩ Lương nói. Bác sĩ Lương, anh đã hứa với tôi. Không nói mà. Đưa tiểu thư vào trong nghỉ đi. Nhanh lên. Cha, có nghe không hả? Bác sĩ Lương, tôi xin anh đó. Tiểu thư đi thôi, tôi xin anh. Anh không được nói, tôi xin anh đó. Không được nói. Không được nói. Không được nói đó. Bác sĩ Lương, rốt cuộc là có chuyện gì? Giờ cậu đem từng chuyện kể rõ cho tôi nghe đi. Ông Dạng, có thể bước lên để nói được không? Được. Thật tình mà nói, hết mọi chuyện quy về căn nguyên là do tiểu thư không thể sinh con. Đầu bự, đầu bự, đi với tôi. Nhanh lên. Đi đâu? Đừng hỏi nữa, xảy ra chuyện rồi. Nhanh đi thôi. Tôi không đi. Anh nói gì? Anh không đi. Cái tên này cũng gan lắm. Anh không đi. Tôi đi một mình. Hắc Tử, đi thôi. Nè, cô với Hắc Tử quen nhau sao? Cháu của Lưu Kê An bắt Chính Dương rồi. Tôi muốn trả thù cho Chính Dương. Anh nói gì đi? Nói gì đi chứ? Tiểu tử thúi, nhìn lầm anh rồi. Tất cả đã nghe rõ hết chưa? Tên khốn Triệu Thời Tuấn rốt cuộc đang ở đâu? Ai biết thì nói ra. Nếu như không nói, tôi sẽ khiến cho toàn bộ người ở dân Sa Hà trấn chết không nơi chôn thân. Dạng Đại Quyền, anh không thể giết chúng tôi. Không thể giết chúng tôi được. Cha mau nghĩ cách đi. Cha, bao nhiêu năm nay Dạng gia trang chúng tôi đối với trấn Sa Hà các người có gì không tốt? Muốn nguồn nước có nguồn nước, muốn đập nước có đập nước. Ngay cả đứa con gái rượu của tôi cũng gả cho trấn Sa Hà các người, trở thành người giống như các người. Các người lại không biết chăm lo cho nó, khiến nó trở nên như vậy. Các người còn là con người hay không hả? Hôm nay Dạng Đại Quyền tôi sẽ trói từng người một lại. Ai không phục thì tôi sẽ ném xuống sông, cho mấy người biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Đồ khốn kiếp các người, một lũ không biết xấu hổ. Hôm nay không cho các người biết tay thì không biết Dạng gia trang của chúng ta làm được cái gì mà. Tôi hỏi các người một lần cuối, Triệu Thời Tuấn đang ở đâu? Không biết. À, các người vẫn không nói sao? Không chịu nói sao? Giết con nít trước. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi. Xin đừng giết con tôi mà. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ. Mẹ ơi.
Mẹ ơi cứu con, đừng giết con tôi mà. Dạng Đại Quyền, đồ khốn nạn, dám giết hại trẻ con. Nếu như muốn giết thì giết tôi trước đi. Được được, vậy tôi giết cô. Mẹ, Chính Dương, nghe lời mẹ, con đi nhanh đi, sau này lớn lên trả thù cho mẹ. Đi đi. Mẹ ơi, con không đi, chúng ta đi cùng đi. Chính Dương, mẹ, tách mẹ con nó ra, hai đứa nó dây dưa quá. Con của ông đang ở đây, mau thả hết tất cả ra, nếu không tôi sẽ giết cô ta.谁为心？